Buổi tối hôm nay em sẽ test 3 mã mic này cho các bác ạ. Trong buổi sáng thì em có khui hàng ra để giới thiệu sớm nhanh cho các bác thôi. Còn là tối nay em sẽ test lần lượt từng mã mic này. Thì trước khi test mã mic thì em đây. Em sẽ test con 5S này trước ạ. Đây 5S đây ạ. Đây là con mic 5S được chưa ạ bác? Con mic 5S. 5S U666. Những mã này có mức giá là 1.900.000 một bộ. Một bộ gồm có một đầu thu này, sạc nguồn này, hai tay mic, các bác hát thoải mái rồi, yên tâm. Sau đây đây. Và em đang cố tình test với lại con âm ly 506. Mà bác chú ý hộ em là đây là con 506 hàng fake nhá. Hàng fake có nghĩa là không phải hàng bãi xịn. Con này có 4 triệu mấy thôi. Chứ hàng bãi xịn nó còn hay nữa. Có những bác bảo tại sao ông lại không test vào những cái đẩy, đẩy em có đúng kìa. Đẩy vang vào đống. Nhưng em không muốn test đẩy, không muốn test vang. Vang mới đẩy vào nó sẽ xử lý, nó sẽ hỗ trợ con mic này cũng khá là lớn. Em cắm thẳng luôn nhá, đường mic vào đây luôn. Và con âm ly đều này cho các bác nhá. Gọi là đều thì nó mới gọi là hàng fake, hàng rẻ tiền. Mà chất âm nó đã được như thế này rồi thì các bác không thể chê được. Hộ em nhá. Không thể chê được. Đấy. Sau đây em sẽ test cho các bác. Bởi vì là mã mic thì nó có 3 mã các bạn. Có 3 mã nên là sau đây em sẽ test lần lượt. Sau đây, đây tay mic đây ạ. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau đây em sẽ test cái mã mic 5S U66 cho các bạn. Dòng này là mic bãi. Tay mic còn rất là đẹp luôn. Tay mic đây, đây là đấy đây các bác đây. Tay mic còn rất đẹp. 1.6 một bộ. À chết, 1.9 một bộ. 1.9 một bộ. Trong ba mã này đều có một mức giá. Mic thì có rất nhiều. Bác nào gọi tôi cả đợi chút. Đây sau đây em sẽ test hát nghêu ngao một hai bài cho bác đi. Và em đã cố tình test trên con linh sang gua này. Bác nhìn nhá. Em đang nói đèn này ấy con linh sang gua này. Được chưa? Và âm linh sang gua vào đôi loa AVA. Không cần là bãi, em đã cố tình em test những dòng theo nó không được xịn sơn lỏng để cho con mic này nó vẫn thoát được hơi hát rất là nhẹ trong bác thì các bác phải biết rồi. Em bắt đầu mời các bác nha. Để em test trực tiếp qua điện thoại luôn. Mời bác em vào nhà trên điện thoại luôn. Mình bước qua đời nhau vậy. Oh, guys.
mừng những mâm cơ sở mới, vui sự kiện, thu phúc tặng mẹ vô phận những phần quà giá trị, cấp bậc. Chất minh con này rất là ấm luôn. Xong quý vị chỉ cần ấn này, ấn giữ tay này nó bật nguồn này, ấn đây tắt luôn, được chưa? Đấy. Đặc biệt là dòng bích bãi này thì quý vị yên tâm nhé, dùng tất cả pin con thỏ luôn, em bảo luôn cho quý vị xem, và dòng này nó không sẽ không tốn pin như những dòng bích mới của mình đâu. Em tắt này, em mở luôn pin cho bác nhé, đây, dùng pin luôn. Dùng pin này luôn các bác nhé. Đây, pin tiểu luôn nhé, rất là tiện luôn, lõi được sáng choang. Cảm ơn các bác.